Ok, hello hello, xin thân mến chào tất cả anh em nhá. Rất vui khi gặp lại anh em ở video tiếp theo này. Hôm nay thì mình tiếp tục quay trở về với con máy xúc Komatsu 50-2E của mình anh em nhá. Mình vẫn lái cho anh Sơn. Thì hôm nay thì đang đi xúc đất để làm móng nhà. Thì trong cái móng này thì nó có một cái nhà cũ, nó có một cái bể phốt. Thì hiện tại thì bây giờ tranh thủ cái lúc xe nó đi đổ xỉ thì mình đã cho cái xe bồn này nó sẽ vào nó hút luôn anh em nhá. Thì bây giờ mình sẽ đi ra phía đằng trước này và để quay cái bể phốt cũng như là cái phương án thi công của hôm nay cho mình cho mọi người xem. Đó, thì đây cái nền nhà ngày trước người ta nó sẽ cao bằng cái chỗ xe bồn này nó đang đứng. Cái xe bồn này nó sẽ đứng ở trên này thì cái bê tông này sau này mình sẽ bóc hết đi. Đó. Mình sẽ bóc hết đi. Đây. Chỗ này thì nó gồm cái móng đá lát nữa mình sẽ ra cái ấy cho em. Còn đây, anh em nhìn này. Máy của mình nó bị chảy dầu ở đây rồi. Trong này nó bị chảy dầu ở một cái gì rồi. Đây này lượn nước rồi. Dầu nó chảy. Đó, thì bây giờ bể nó đã hút sắp cạn rồi. Bể này để từ ngày trước anh em nhé. Chiều dài của nó khoảng 2 mét hơn 2 mét thôi. Còn chiều ngang nó chỉ có khoảng 1 mét thôi. Nó rất là hẹp. Đấy. Anh này thì là cũng ở gần nhà mình các bác nhá. Anh này tên là anh Linh. Đấy thì cái này là cái bể to này thì nó có được chứa rất là nhiều. Hút cho nó hết cái bể đi. Lúc đầu mình tưởng là nó nồng, bây giờ nó rất là sâu, nó sâu xuống khoảng độ 1,5 mét rồi, 1,5 mét 6. Còn đây về cái phần bên móng này cho anh em xem nhá. Cái móng này thì nó sẽ nó là một cái móng đá lúc trước mình có đào nhưng mà cách đây nó khoảng 2 năm rồi anh em nhá. Cách đây nó khoảng 2 năm rồi thì mình đào cái móng này từ đầu này. Đấy, chạy về đầu kia nhưng ra đầu kia thì nó sẽ cao hơn. Ở đầu ngoài này thì nó sẽ sâu hơn một chút nhưng mà cái chiều rộng của nó anh em nhá. Chiều rộng của nó là 40 phân nhá. Còn ở dưới đáy của nó phải hơn anh em nhá. Bởi vì thông thường cái móng đá thì viên đá nó to ấy. Viên đá nó to người ta sẽ không viên đá nó to người ta sẽ không làm thế nào để người ta cho nó nhỏ lại xây cái nhỏ nó vuông được. Bởi vì cái phần đất của ở bên nhà thì sẽ xây thoải mái, còn cái phần đất ở bên nhà bên cạnh ấy thì người ta sẽ làm phẳng nó lên. Thì bây giờ thì cái nhà mà mình làm chuẩn bị làm đây thì nó sẽ đến cái chỗ góc nhà đấy thôi nhé. Nó sẽ vuông sang đây thôi. Sau này mình sẽ múc hết sạch đi và người ta đổ đất mới về, người ta sẽ ép cọc vào. Đây này, mình sẽ xuống chỗ này cho anh em xem. Cái đá của nó rất là dày luôn. Nhô này. Cái này thì nó vẫn phải đục hết đi nhá. Nó phải đục hết đi. Đục sạch cái này đi xong là bỏ hết cái phần cái này đi này. Các chú ấy đi hút đi tắc. Cho nước vào cái đầu không được hả chú? Bị tắc. Cái bể này nó sâu xuống ngay. Ngày trước thì cái chỗ này nó cao các bác, nhưng mà bây giờ những cái nhà bên cạnh thì người ta làm là bây giờ nó lại còn cao hơn những chỗ này rồi, cho nên nó sẽ không có nước thoát thì người ta phải bỏ cái này đi. Sau này nước thoát sẽ dồn hết ra phía đằng cửa kia nhé. Đấy thì bây giờ anh em chờ mình đây lát nữa thì khi nào hút bể sắp xong mà mình chuẩn bị thi công thì mình sẽ lại quay tiếp cho anh em thôi. Không có bây giờ cái video của mình nó dài lắm. Thì giới thiệu qua mọi người chút về cái móng này đi. Cái móng này nó sẽ gồm có 5 cọc anh em nhá. Đây là cái cốc thứ tư này. Cốc thứ tư nó sẽ vuông sang cái vế bên kia. Đó, cốc thứ ba đây. Cốc thứ ba đây. Đó. Ra này đây là cốc thứ hai nhá. Còn đây là cô Luận anh em nhá. Sau này biết đi nhặt sắt vụn hết rồi đấy. Ra đến chỗ này là cốc thứ hai và cốc đầu tiên ở ngoài này. Đầu tiên đâu nhỉ? Đây anh ạ, cốc số 1 đây. Đó, có cái đinh người ta đóng đây. Đó, người ta sẽ đóng đây. Cốc số 1 ở đây nhá. Vuông sang kia và mình bóc hết toàn bộ cái phần này đây đi nhá. Bóc hết toàn bộ xỉ vật liệu này đi. Đó. Ok, anh em chờ mình dưới lan lát nữa, xe nó xong thì mình sẽ quay tiếp nhá để xúc xe và bóc cái phần kia đi. Ok các bác nhá. Thì cái bể phốt này nó cái
xe hút bể phun này nó đã hút xong rồi, thì bây giờ mình xuống quay qua cho mọi người về cái chỗ mà người ta hút xong cũng như là nó nữa thì mình sẽ xúc luôn. Đây có cái, đây có cái ống sắt đây. À, cái bể này thì sau này nó sẽ dính vào cái ô cọc thứ tư này. Đó, đây có một cái ô cọc thứ tư và cọc cuối cùng là cọc thứ năm. Thì cái này sẽ phải múc đi anh em nhé, phải bỏ cái phần đáy này đi, bỏ hết phần bê tông này đi, xong sau đó lấp giả đất. Cái tình trạng là nó bị lở cái bức tường này thì mình sẽ múc nó gọn đi, xong bắt đầu lấp nó lại. Đây thì cái đá này thì cũng đang moi nốt cái phần góc này, bây giờ mình sẽ dồn hết về nhé. Bây giờ mình sẽ đi để mình bóc cái phần mặt đường bê tông này. Đây, nạt hết, bóc hết như cái này. Xong sau đó là mình sẽ bóc hết đi, chơ đất như dưới kia anh em nhé. Ok, xe thì về kia rồi, bây giờ chờ xe bồn ra nữa thôi là mình sẽ tiếp tục. Bây giờ mình sẽ đội lên đầu. Buổi sáng đến thì cái những cái phần bê tông này mình sẽ gạt hết nó đi. Cái này thì lúc nãy thì đã đục rồi anh em nhé. Cái phần móng với lại phần ấy bê tông kia thì sẽ bỏ hết đi, còn lại cái phần bức tường kia thì sẽ để lại anh em nhé. Lúc nãy thì mình có bảo cái chú đục kia chú ra chú đục mấy lỗ cho nên là bây giờ cái tấm bê tông này nó gãy hết đi rồi. Này như là còn có một lỗ cốt nữa là sao? Chỗ này mình thấy có một cái tấm gì đây? Hay là lại có một cái bể cốt nữa ở đây? Nền nhà cũ anh em. Đó, xe kia nó vào rồi. Kia kia là chắc là trước cái nhà tắm ở đó, người ta làm cái chống thấm. Đấy, xe nó vào đây rồi anh em nhé. Này thì nó có một đường dầm chạy qua đây nữa anh em nhá, đường ràng dầm á, phải mò đi hết. Cứu luôn đâu, đây 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 đây, có FE đây rồi, đây có ống nước anh em nhá. Đây có một cái đường ràng này. Đây mình móc hết cái phần bên trong. Cái răng này thì sắt mình thấy nó khá là to nhỉ. Cái này để gọn trong cái phần bên này nhé. Dầm đá, dầm gạch chưa?
anh chạy sang cả bên này nhé. Móc hết cái phần trên mặt này sạch sạch đi, xong bắt đầu mình lấy cái đường dầm ở dưới nó sẽ dễ hơn. Mà có thuốc tiếc gì không? Không nói đâu điếc chẳng hạn. Đấy, bên cái này là xúc hết đi anh em nhé. Sau này là người ta không ép được cọc đâu. Mình phải đào đi hết. Làm gì còn to nữa đâu. Mở ra cho nó đỡ bị hỏng cái đít thì còn gì nữa. Lười một tí mấy ôm nó lại xệ xuống thì... Tiếc cái cần tiếc thì chả tiếc. Đổ nó cứ đập bình bình vào đấy nó lại dạn ra. Có một cái chốt răng của mình sắp rơi rồi anh em ạ. Là nên mình sẽ phải xuống này mình gõ lại. Sắp rơi lắm ạ. Cái bộ lợi này mình nghĩ là nó cũng khá là mòn rồi. Thuốc đấy. Bả biết cái gai hết ở đấy đấy. Phần móng này khá là sâu. Có bảo ở nhà sắp vụn hỏng hết căng tay anh. Chốt răng kia của mình sắp rơi lắm. Ôi sợ tí rơi mất. Đất anh em, đất vào trong này.
chú có mua không cho mượn? Có. Xe còn không có, lấy đâu mày? Mua đâu không có? Mua? Ừ. Có chưa mang đi. Kiếm cho cháu cái gì để cháu đập ấy? Có. Đó, cố làm thì nó rơi mất. Nó mà rơi đi là lại phải đi mua bộ mới. Mà cái bộ răng đầu của mình là cũng ấy góc này. Lâu ngày nó mòn ở đất nhét vào đây thôi. Dặm đá rơi răng là có thật. Đá được cậy đâu. Đến chưa đến. Tục vít. Bây giờ thấy mỗi chui không thấy cán. Mỗi chuối không, không có cái kia. Ra xe ra có. Em có cái mẩu sắt ấy. Đúng rồi. Ở đây cô mang đây cho. Mẹ e được cái mẩu sắt đấy. Còn sắt còn cái dài. Nước thì chắc chắn nước, không bỏ nó đi rồi. Này bộ này thay được rồi. Hôm qua là ông Sơn này ông lười chưa thay. Cả thước cả thiết ở đây.
em nhá, tiếp tục xúc tiếp. Thank you.
nhá. Xe nó đầy rồi, cho thêm một gầu nữa cho khuyến mại rồi chú lái xe thêm một gầu nữa. Đó. Ok, nó chào mọi người nhá.